10 năm, một chặng đường dài phát triển, chúng tôi đã khẳng định mình bằng chất lượng sản phẩm, bằng tư duy sáng tạo, sự đoàn kết của toàn thể nhân viên trong công ty và triết lý trong kinh doanh. Chất lượng quyết định sự tồn tại và phát triển. Hiện nay, chúng tôi đang đi đầu trong lĩnh vực cửa nhôm, cửa lõi thép, nhôm SIFA và các sản phẩm kèm theo đa dạng về chủng loại, phong phú về kiểu dáng. Và hôm nay, chúng tôi đã đạt được là ISO 9001 năm 2008. Sản phẩm của chúng tôi đã được khách hàng tín nhiệm. Sản phẩm cửa nhôm Lưu Đức Tài có độ dày 1.5, 2.0 ly, được sản xuất và lắp ráp theo công nghệ châu Âu. Sản phẩm được thiết kế đồng bộ với phụ kiện được nhập khẩu từ Đức. Sản phẩm làm từ thanh profile, có kích thước lớn, vững chắc, mẫu mã đa dạng, vận hành nhẹ nhàng với hệ thống khóa đa điểm, sử dụng kính cường lực với độ an toàn cao mà vẫn đảm bảo ánh sáng đầy đủ cho căn phòng, có độ kính khít cao cách âm, cách nhiệt, thân thiện với môi trường nên phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc dân dụng và công nghiệp. Đơn vị thi công Phước Hải đã ký kết hợp đồng với lại như công ty của Lưu Đức Tài thì riêng về phần khung nhôm vách kính và các cái cửa kính, các cái hệ thống lam che nắng che gió và các lam trang trí, và hiện nay công trình đã đạt đến 95% cái lượng công việc, và công ty nước tài đưa ra những sản phẩm chất lượng, đội ngũ công nhân lành nghề và tiến độ thi công đạt yêu cầu. Để tạo ra những điều này, chúng tôi đã đầu tư đầy đủ trang thiết bị và dây chuyền sản xuất đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, từ công trình công nghiệp dân dụng với dây chuyền sản xuất, máy cắt profile hai đầu với tính năng cắt liên hoàn, máy cắt có thể cho ra hàng loạt các sản phẩm giống nhau và đạt độ chính xác cao. Ngoài ra, máy còn tạo ra đường cắt cho các góc độ khác nhau. Máy hàn thanh nhựa hai đầu. Máy hàn hai đầu cho phép tạo ra mối hàn đạt chất lượng cao với độ chính xác và rút ngắn được thời gian nối các bộ khuôn cửa và khung cảnh. Điều này giúp cho Lưu Đức Tài Window có thể cung cấp và đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm cho các công trình lớn. Máy lập sạch đường hàn với ưu điểm nhận dạng hệ rộ phai chọn tọa độ gần cắt gọt, vì vậy tạo ra các đường hàn đẹp, đạt độ thẩm mỹ. Với các thiết bị đặc chủng, sử dụng cho việc lắp phụ kiện kim khí đạt độ chuẩn xác, giúp cho sản phẩm của Lưu Đức Tài Window luôn nhẹ nhàng khi sử dụng.
máy phay đầu đố có tác dụng tạo ra khớp liên kết giữa đố và khung một cách chắc chắn. Cửa nhựa lõi thép Lưu Đức Tài được nhập khẩu thanh profile từ tập đoàn Rihau, Dimex, Cộng hòa Liên bang Đức là sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu nhựa truyền thống cùng với công nghệ tiên tiến của thương hiệu nổi tiếng số 1 của thế giới về giải pháp polymer, giúp sản phẩm Lưu Đức Tài có bề mặt sáng bóng, tiết kiệm điện, độ bền cao, cách âm, cách nhiệt, không cong vênh, co ngót, chống cháy, bền bao trước tác động của môi trường. Khả năng chống cháy, không bắt lửa khi gặp nhiệt độ cao, dễ dàng trong bảo dưỡng, tiết kiệm thời gian mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và giữ nguyên vẹn vẻ đẹp ban đầu. Sản phẩm phù hợp cho mọi kiến trúc. Bên cạnh đó, Lưu Đức Tài là người tiên phong trong việc cung cấp cửa nhôm sinh pha với những đặc tính bền vững với thời gian, vững chắc chịu lực mạnh, kiểu dáng đẹp, lắp ghép dễ dàng và đặc biệt tiết kiệm điện cho ngôi nhà bạn và thân thiện với môi trường. Thì tôi đặt trong đặt thì tôi đặt cái hệ thống cửa chính, cửa cuốn và các loại lam chống nắng. Thì trong cái quá trình sử dụng tôi nhận xét là cái sản phẩm của bên Lưu Đức Tài nó rất là tốt và cái giá thành của nó là rất hợp lý. Trong quá trình sử dụng thì là từ cái xây nhà cách đây khoảng từ năm thì hoàn toàn nó không có bất cứ cái lỗi gì xảy ra cả. Cái vách lan can của cái thân kính là rất hài lòng tại vì nó rất chắc chắn. Cái làm cái đội ngũ thi công là rất là hợp lý. Thành tựu của chúng tôi trong 10 năm qua, các công trình trải dài từ miền Trung, Tây Nguyên, miền Tây, khách hàng của chúng tôi với các công trình tiêu biểu, trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành, trung tâm thương mại các công trình lớn, tất cả sản phẩm khi đến tay khách hàng đều được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận, được Cục Sở hữu Trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu độc quyền, cúp vàng chất lượng hội chợ Việt Build. Với phương châm hoạt động luôn tăng trưởng về lợi nhuận bằng việc tạo ra các dòng sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng, gia tăng giá trị cho chủ đầu tư công trình, tạo lòng tin bằng chất lượng sản phẩm, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty có trình độ cao, giỏi về tay nghề, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Phương châm chất lượng quyết định sự tồn tại và phát triển. Và một lần nữa, chúng tôi khẳng định chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội sẽ là định hướng chiến lược của công ty trong những năm tiếp theo. Kế hoạch 2016, công ty chúng tôi đầu tư thêm một nhà máy sản xuất cửa thông phòng, cửa nhựa ABF. Chúng tôi đang và đã mở rộng hợp tác với Hàn Quốc để sản xuất tại Việt Nam để đem lại cái sự yên tâm cho khách hàng. Chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ về những khâu sản xuất từ lắp đặt cho đến đội ngũ thiết kế cho tới công nhân thi công ở công trường. Chúng tôi luôn luôn theo sát để sản phẩm được tốt hơn. Công ty chúng tôi đã tạo ra một cái câu là chất lượng quyết định sự tồn tại và phát triển, thì chúng tôi phải làm